Kênh quân sự Việt Nam xin gửi đến quý vị và các bạn Hồi ký chiến tranh của tác giả Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nguyệt Nguyên là chiến sĩ của đại đội 4 Lữ đoàn tăng 203 Đại đội của các xe 390 843 Đã chiếm và cắm lá cờ đầu tiên trên dinh độc lập Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 Hồi ký ghi lại chặng đường chiến đấu Của những người lính xe tăng Trên con đường tiến đến dinh độc lập Qua giọng đọc của anh Khôi Phần 3 Chỗ này bố trí cứu kéo hơi khó vì ngay phía trước là một cái cua gấp. Sau khi giật được ông lên là thằng 380 phải dừng ngay. Ở đây lại không có chỗ nào đứng chỉ huy cho cả hai lái xe trông thấy. Vì vậy tôi sẽ chỉ huy xe 380. Ông đứng trên xe 380 vừa quan sát tôi vừa chỉ huy xe ông. Xe vừa lên được là phải cho dừng ngay nhé. Được, anh về vị trí đi. Trưởng xe 380 Mai Hồng Trị đang chỉ huy cho xe mình lùi về phía xe 389 chiếc xe thận trọng nhích từng tí một trên con đường cặp bờ sông chật hẹp. Phải mất hơn 10 phút xe 380 mới lùi về đến trước đầu xe 389. Luông và trực lúi húi lắp cáp vào vấu kéo sau xe 380. Tiến gọi nghị và lạc lại dặn. Các cậu chú ý tín hiệu chỉ huy nhé. Sau khi kéo được xe 389 lên là hai xe phải dừng ngay. Sau đó 380 lùi lại một tí để tháo cáp. Cậu lạc thực hiện theo tín hiệu chỉ huy của tôi. Còn cậu nghị theo tín hiệu chỉ huy của anh tự rõ chưa? Không thấy ai nói gì anh tiếp, nào, bây giờ tất cả về vị trí. Tiến đứng ngay khúc cua gấp trước đầu xe 380, tự đứng trên vênh trên buồng truyền động, trên tay mỗi người là chiếc đèn pin bọc vải. Thấy mọi người đã về vị trí, Tiến quay tròn cái đèn pin, phía sau cái đèn pin trong tay tự cũng quay tròn, cả hai xe cùng nổ máy. Tiến cặp cái đèn pin vào nách rồi giơ hai tay ra phía trước ra hiệu căng cáp rồi vẩy đèn mấy cái, lạc vào số thả ly hợp từ từ, xe 380 nhích dần lên, chiếc cắp kéo xe căng ra, tiến hỏi to. Tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, tiếng tự vọng xuống. Chuẩn bị nhé, tiến nhắc lại. Tay tiến hất mạnh cái đèn lên trên, phía sau cây đèn pin trong tay tự cũng hất lên mấy cái. Cả hai lái xe cùng tăng ga, tiếng máy của xe 380 gần lại rồi bung ra. Xe 389 đã được kéo lên mặt đường, thấy xe 389 đã lên được tiến vầy mạnh cái đèn pin xuống, lái xe lạc lập tức dừng xe. Chiếc xe dừng đột ngột làm tự ngã ngồi xuống tấm bạt cố định trên buồng động lực, cái đèn pin trong tay rơi ra lăn lông lốc xuống đường. Ở phía sau xe 389 trồm lên, một băng xích của nó trèo hẳn lên thành xe bên trái xe 380. Két, két, những tiếng nghiến giữa thép với thép nghe ghê cả răng, chỗ xích cào lên thành xe tóe lửa. Khi thấy xe mình đang trèo lên xe trước, Nghị vội cho xe lùi lại, tim cậu đập thình thịch. Dưới ánh đèn gầm chiếu sát cần thấy toàn bộ lá chắn bùn phía sau của xe 380 bị cào rách, ống xả thì bị xích xe 389 nghiến cho bẹp rúm. Gắt gỏng một hồi rồi cũng nguôi, tiến nhảy lên xe 380 bảo lạc. Chạy đi. Lạc nổ máy, tiếng động cơ không giòn giã như mọi ngày mà bậm bà bậm bạch như người nghẹt mũi. Cậu vội cố định tay dầu rồi chui ra xem sao. Nhìn thấy cái ống xả bẹp rúm, lạc than. Thế này có chết tôi không cơ chứ? Làm sao mà chạy được với cái ống xà này? Trung đội trưởng tiến hỏi. Sao không chạy đi? Anh không nghe tiếng máy à? Nó nổ như thằng ngạt mũi ấy. Đi làm sao được? Cứ chạy đi đã. Mai tìm cách khắc phục sau. Tiến ra lệnh. Lạc ấm ức vào xe cho xe chạy. Nhưng chỉ vừa mới chạy đến chỗ xe 381 của trung đội trưởng tiến đỗ thì nó dừng lại không chịu chạy tiếp. Tiến hỏi. Làm sao thế Lạc? anh xuống mà xem đồng hồ đây này, cả nước và dầu đều lên 120 độ rồi, Lạc nói vẻ dần dối. Lạ nhỉ, vừa nói Tiến vừa cúi nhìn vào cửa lái xe, anh phát hoảng thật sự khi thấy kim đồng hồ nhiệt độ đều lên trên vạch giới hạn. Tiến ôm đầu suy nghĩ, từ đây đến chỗ nghỉ chặng cũng còn hơn chục cây số nữa. Xe 380 chắc chắn là không chạy được nữa rồi. Có lẽ phải để nó nằm lại đi sau thôi. Nghĩ vậy, anh gọi chị lại. Chị này, cậu ở đây chờ anh để lên thì báo cáo tình hình. Nếu khắc phục được thì đi tiếp, còn nếu không thì tìm chỗ giấu xe quanh đây, ngày mai khắc phục. Chỗ nghỉ trạng này cũng chỉ còn chục cây số nữa, chiều mai tớ sẽ đề nghị anh thận chở xe cậu lên rồi mới đi. Được thôi, các anh cứ yên tâm. Chị chỉ huy xe dẹp vào một bên đường cho các xe khác vượt lên, đợi xe 390 đến gần anh ra hiệu cho xe dừng lại. Đại đội phó đề nhảy xuống. Xe sau thế chị? Động cơ bị tăng nhiệt quá cao đại phó ạ. À? Có lẽ do ống xả của xe bị đè bẹp. Bấm cái đèn pin vào ống xả để thốt lên. Bẹp Dũng thế này thì đi thế quái nào được. Thôi được rồi, cậu đổ xuống đây ở lại với tôi. Anh Đán cứ đi trước đi và báo cáo lại tình hình với anh Thận nhé. Mai chúng tôi sẽ khắc phục và đuổi kịp đội hình. Được, mấy anh em ở lại nhé." Đán trả lời, xe 390 chồm lên đi tiếp. "Đề bảo, bây giờ tìm chỗ giấu xe đã." còn mọi cái ngày mai sẽ tính. Hì hục gần hết buổi sáng mấy anh em mới đục thùng được cái ống xả xe 380. Tiếng động cơ của nó bây giờ nghe cứ phè phè như rắn phun nhưng nhiệt độ đã trở lại bình thường. Lạc tức lắm nhưng chẳng biết làm sao. Sầm tối hôm ấy khi xe 380 đuổi kịp đại đội cả 7 xe xếp thành đội hình hành quân. Sau khi nghe chị báo cáo sơ bộ tình hình, thận lệnh cho toàn đại đội xuất phát. Bắt đầu từ đây họ rẽ vào đường B45 để về Việt Nam. Đường B45 là con đường chạy theo hướng Tây, Đông, có thể coi nó song song với đường 9 nhưng địa hình mà nó đi qua thì khác hẳn. Nếu như đường 9 chạy trên cao nguyên bằng phẳng thì đường B45 phải đi qua một địa hình phức tạp hơn nhiều. Nửa đầu nó lựa lờ cặp kẹ với một con sông ở bình độ thấp rồi sau đó vọt lên vượt Trường Sơn để trở về Việt Nam ở độ cao trên nghìn mét. Những đỉnh cao chập trùng của Trường Sơn làm con đường trở nên vô cùng hiểm trở. Quả thật, đoạn đầu đường B45 khá là dễ chịu với cánh lái xe đường tương đối bằng phẳng, dốc thì ít mà nếu có cũng chỉ qua loa, chỉ phải cái gặp khá nhiều sông suối. Rút kinh nghiệm của đêm qua các lái xe trong đại đội khi qua ngầm rất thận trọng nên không có sự cố gì. Nửa đêm về sáng độ cao tăng lên rõ rệt, hầu như chỉ thấy dốc lên mà không thấy dốc xuống. Những đồi cỏ tranh ít dần đi thay thế bằng những cánh rừng trùng điệp và núi đá nối tiếp nhau. Sau mấy đêm đầu không ngủ được giờ cánh pháo thủ, pháo hai và thợ sửa chữa đã quen, cứ ngủ lăn long lóc mặc tiếng động cơ in tai. Nhức óc cùng những cú đập sóc này người trên đường xấu. Gần sáng đại đội đã đến vị trí nghỉ chặn đúng theo kế hoạch. Trong đêm tối cánh pháo thủ, pháo hai nhanh chóng xóa vết xích. Chỉ một loáng sau tất cả đã chìm vào giấc ngủ say sưa. Buổi hội ý cán bộ sớm hôm ấy được tổ chức ngay trên thảm cỏ dưới một gốc thông giả cạnh chỗ xe 386 đỗ. Sau khi toàn báo cáo tình hình chung và xin ý kiến hiền, đại đội trưởng thận kết luận cho đến hôm nay chúng ta đã thực hiện hành quân đường dài được một tuần trừ một vài trục chặt nhỏ còn nhìn chung chúng ta đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra nếu không có gì đặc biệt thì chỉ ba bốn hôm nữa là chúng ta sẽ có mặt tại vị trí tập kết chiến đấu vì vậy sau khi đã xin ý kiến thủ trưởng hiển tôi quyết định hôm nay chúng ta sẽ cho bộ đội nghỉ một đêm một mặt để cho bộ đội lại sức một mặt chúng ta cũng cần bảo dưỡng khôi phục tình trạng kỹ thuật cho xe máy bổ sung nhiên liệu dầu mỡ Hai trung đội trưởng nhìn nhau cười sung sướng, tuy nhiên, mặc dù điều kiện ở đây rất tốt song các trung đội cần nhắc bộ đội tiếp tục nêu cao cảnh giác, giữ bí mật vị trí trú quân. Còn tôi, thủ trưởng Hiển, thủ trưởng Đính, anh đán và anh toàn chiều nay sẽ vào binh trạm bộ để cảm ơn và xin thêm một số vật chất. Các đồng chí có ý kiến gì khác không? Để giơ tay. Tôi có ý kiến. Tuần qua chúng ta đã đi được khoảng gần 400 cây số, nhưng do đường xấu tốc độ trung bình thấp nên đã tiêu hao quá nửa cơ số nhiên liệu vì vậy khi các anh vào binh trạm thì đề nghị các đồng chí ấy bổ sung cho chúng ta một ít nhiên liệu và dầu nhờn được tôi sẽ đề nghị thận gật đầu còn các đồng chí khác không thấy ai nói gì anh tiếp luôn không có ý kiến gì thì các đồng chí về triển khai công việc buổi sáng trong rừng thông thật dễ chịu đính vươn vai khoan khoái hôm nay phải tắm cái các ông ạ à gần tuần nay chẳng tắm rửa rồi con gì. Chỉ một lát sau khu rừng đã nhộn nhịp hẳn lên, tất cả các xe buồng chuyển động mở toàn, các lái xe đang cẩn thận kiểm tra kỹ thuật, tuy nhiên huyên náo nhất vẫn là cánh pháo thủ, trưởng xe đang gò lá chắn bùn. Tính ra, sau một tuần hành quân đã có ba xe bị bay lá chắn bùn bên phải, hai xe bị bay lá chắn bùn bên trái, một xe mất chắn bùn sau, còn móp méo thì trăm phần trăm. Thảm thương nhất là thằng 380 vừa mất lá chắn bùn trước, vừa mất chắn bùn sau lại còn bị sứt môi nữa chứ. Kết quả cuộc đi thăm binh trạm bộ 42 thật là mỹ mãn. Đồng chí binh trạm trưởng không chỉ cho bổ sung nhiên liệu theo yêu cầu lại còn hào phóng tặng cho bộ đội xe tăng mấy thùng thịt hộp và hàng chục cân đường sữa. Sau hai ngày một đêm được nghỉ ngơi lính ta có vẻ sung sức lắm. Nên đêm hôm đó mặc dù phải vượt dốc đá là một trọng điểm tương đối khó đi xong đại đội vẫn đến địa điểm nghỉ chặng tiếp theo đúng kế hoạch nơi trú quân của chặng này nằm ở một mỏm đồi cách chân dốc mèo một cái yên ngựa dài chừng hơn cây số. Đứng ở mỏm đồi này nhìn sang chỉ thấy dãy núi trơ trụi không một bóng cây, không một ngọn cỏ. Đất đá bị bom đạn cày xới và mưa gió bào mòn phơi màu bạc phách. Đây đó thỉnh thoảng một cây cổ thụ trụi lá vươn những cành cây khẳng khiu lên bầu trời như chứng tích cho những trận mưa chất độc hóa học và bom giải thảm. Len lỏi giữa đống hỗn độn ấy là một con đường ngoằn ngoèo bỏ qua những cua tay áo, những đoạn dốc đứng để lên tới kế đỉnh lúc nào cũng lờ mờ trong mây trắng. Phía dưới con đường những xác xe tải cháy đen thui nằm rải rác đây đó. Buổi chiều, lúc nhóm cán bộ đang ngồi cạnh xe 386 trao đổi về kế hoạch hành quân đêm nay thì pháo thủ tỉnh kêu lên. Các cậu ơi, ra mà xem cái này này. Cả Bình, Trang và Đạt tử trong xe đều chui ra ngỏng cổ lên trời. Mấy cán bộ cũng nhìn theo trên bầu trời trong xanh của mùa khô Tây Trường Sơn ba giải khói bạc thẳng tắp từ phía Tây đang dần tiến lại. Hiền thất thanh. B-52 đấy. Nếu nó cua thì phải vào trong xe ngay. Nhưng không, ba cái máy bay vẫn bay thẳng về phía đông. Ba giải khói bạc thẳng tắp loãng dần và bị gió đưa đẩy thành những giải khói ngoằn ngoèo trên nền trời xanh biếc. Hiển tức tối nhìn theo. Nó bay từ Thái Lan sang chắc để đánh Quảng Trị đây. Ở đây lực lượng phòng không của mình yếu nên nó không coi ra gì cả cứ bay thấp tẻ tẻ thế đấy, quay về kiếm mấy cán bộ cũng đang đứng nhìn ông Tiết. Nhân đây cũng phổ biến cho anh em biết, nếu B-52 bay thẳng như thế này thì không sao. Nhưng nếu gần đến chỗ mình mà nó cua thì có nghĩa là mình nằm giữa bãi bom đấy, liều liệu mà ẩn nấp. Tiến, Nam đều lẻ lưỡi. Nằm giữa bãi bom B-52 thì làm sao mà sống sót được? Hiền cười, các cậu này hay nhỉ? Thế chưa biết câu bom nạn nó tránh mình à? Nhưng thôi, cẩn thận vẫn hơn ở đâu cũng bám xe, bám hầm là được rồi. Đại đội trưởng thận vẫy tay. Thôi, đề nghị các anh ngồi xuống ta tiếp tục. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi anh tiếp. Theo đội tiền trạm cho biết tổng chiều dài của dốc này cả lên và xuống là gần 20 cây số, tuy nhiên đường rất hiểm trở, khó đi. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta áp dụng các biện pháp như hôm vượt dốc cổng trời. Nghĩa là, chuẩn bị tốt kỹ thuật, dự trữ đủ nước, những đoạn khó đi phải cho người xuống đi bộ, nếu có điều kiện thì xuất phát sớm để qua hết dốc trong đêm. Trường hợp bắt buộc giấu xe trên dốc thì phải lợi dụng địa hình địa vật, sử dụng các vật liệu sẵn có tại chỗ như cành cây khô, đất đá để ngụy trang xe. Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không? Chính trị viên phó toàn giơ tay. Tôi không có ý kiến gì bổ sung vào kế hoạch mà chỉ xin thông báo. Hiện nay quân khu đã cử cán bộ đón chúng ta ở khu vực A Lưới. Tôi đã báo cáo nếu không có gì thay đổi chúng ta sẽ có mặt tại A Lưới vào đêm mai. Vì vậy đề nghị các đồng chí đồng viên anh em cố gắng thực hiện đúng kế hoạch hành quân. Hết. Đại đội trưởng thần kết luận. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì về tiếp tục chuẩn bị. Mọi người lục tục về xe. Đúng là cầu được ước thấy. Mới 4 giờ chiều sương mù từ các khốc núi đã bỏ ra bảng lảng khắp các ngõ ngách. Từ trên đỉnh dốc mây cũng dần xả xuống. Đại đội trưởng thận bảo đạt. Chạy nhanh báo anh Toàn cho đội tiền trạm đi đi. Còn các trung đội đúng 30 phút nữa sẽ xuất phát màn sương như một lớp ngụy trang tự nhiên càng ngày càng dày. Trời vẫn còn sáng nhìn xa được hai ba chục mét nên chỉ sau khi xuất phát độ 15 phút đội hình đã vượt qua cái yên ngựa và bắt đầu leo rốc. Đường hẹp và nhiều cua gấp, độ dốc lại tương đối lớn nên xe toàn bỏ số 1, số 2. Nước trong hệ làm mắt sôi sùng sục, nhiệt độ chẳng mấy chốc đã lên tới trên 100 độ C. Bình vẫn thận trọng bám sát ta luy dương để bò, cái lá chắn bùn mới gò lại thỉnh thoảng lại va vào vách đá đánh thình một cái lại rách te tua bụi luồn qua các lỗ rách phả vào mặt bình rát rạt nhưng cậu vẫn căng mắt nhìn đường. Dưới ánh đèn gầm mờ đục, bình chỉ nhìn được mấy mét phía trước, nghĩ bụng, sương mù thế này bật đèn pha lên cũng chẳng thằng nào thấy gì. Nghĩ là làm, bình với tay bật công tắc đèn pha. Nhưng quái lạ, đèn pha đã bật lên cũng chẳng nhìn được xa hơn, chỉ thấy một đám mờ mờ, trăng trắng trước mũi xe, cậu dừng xe lại. Thấy xe dừng thân vội hỏi. Sao thế Bình? báo cáo đại trưởng chẳng nhìn thấy gì cả. Thực ra đứng trên cửa trưởng xe dấu đã căng mắt ra nhìn thận cũng chỉ nhìn thấy phía trước mũi xe vài mét. Anh chỉ hy vọng lái xe ngồi thấp hơn sẽ vẫn nhìn được đường nên mới chưa cho dừng lại. Đến bây giờ thì rõ ràng là lái xe cũng không còn tự tin để cầm lái nữa. Anh bảo Bình. Thôi, tắt máy nghỉ giải lao đã. Nhảy xuống đường, cởi cái áo quân phục ném lên đầu xe rồi đi về phía trước độ 4, 5 mét thận hỏi Bình thế này có nhìn thấy không? nhìn thấy ạ. À? thận bước thêm mấy bước nữa, bình vội kêu lên. không nhìn thấy gì đâu, đại trưởng. thôi được rồi, từ giờ tớ sẽ đi trước đầu xe mấy mét để cậu theo. đến chỗ nào không cần nữa cậu nháy đèn vài cái. tỉnh đầu, xuống phổ biến cho các trung đội thực hiện như thế nhé. phải mất mấy cây số cầm đèn chạy trước xe tăng như vậy mới đến chỗ sương mù mỏng hơn. chắc là sắp đến đỉnh. gió thổi mạnh hơn làm sương mù loãng già mãi rồi cũng đến đỉnh đỉnh dốc mèo không bằng phẳng như cổng trời mà nhọn hoắt nên thận quyết định không nghỉ mà cho đổ dốc luôn anh cười thầm mới có một tuần mà mình đã hai lần qua biên giới cũng là đi nước ngoài rồi đấy nhưng nước ngoài thế này thì chả ai mong chiều xuống bên phía đông của dốc mèo cũng tương tự như chiều xuống bên tây của cổng trời ngắn và không dốc lắm chỉ khoảng một tiếng đội hình đại đội đã đến chân dốc ngay chân dốc là một ngã ba đội tiền trạm đã đón ở đấy đội trưởng tiền trạm toàn báo cáo. Đây là ngã ba đường B45 với đường 14. Nó là cây số 71 của đường 14 nên gọi là ngã 371. Từ đây vào A Lưới chỉ còn 20 cây. Tuy nhiên đoạn phía trước rất chống trải cho nên ta phải chạy ngược đường 14 một ít để chú quân sẽ bảo đảm hơn. Đồng ý. Thần trả lời, ông cho người trực ở đây để hướng dẫn. Còn ông lên xe này đi luôn. Toàn bám vào thành xe đu lên. Chiếc xe lầm lũi đi ngược ra hướng Bắc nơi trú quân hôm nay của đại đội là một con suối nằm cách ngã 371 hơn cây số. Mặc dù đang là mùa khô nhưng sông suối bên đông trường Sơn vẫn có nước. Cánh pháo hai lại được dịp trổ tài, xe nào xe ấy được bữa tươi. Cơm nước xong, nạp điếu thuốc lào to tổ bố vào nó điếu, bật lửa rít một hơi dài rồi vừa thở khói chí trị viên đán ngả mình xuống võng một cách khoan khoái. Vẫn trong trạng thái lơ mơ, đán bật công tắc chiếc xương mau rồi lần tìm sóng đài BBC nghe bản tin chưa. Bỗng đán giật thoát mình ngồi dậy ghé sát đài vào tai rồi không kịp sỏ chân vào đôi dép. Anh thập thính bước thấp bước cao chạy về phía. Xe 386, tay vẫn áp cái đài vào tai. Hiền và đại đội trưởng thận cũng đã ăn chưa xong đang ngồi trên võng chuyện vãn, thấy đán hớt ha hớt hải chạy đến. Hiền cười. Đi đâu mà như ma đuổi thế? Báo, báo, cáo thủ trưởng, đán lấp bắp, không biết làm sao mà thằng BBC đã đưa tin một thiết đoàn xe tăng Bắc Việt đã có mặt ở tây thành phố Huế đây này. Đán vặn to kế đài lên nhưng bản tin đã chuyển sang các tin tức khác. Đại đội trưởng thận hỏi. Anh có nghe nhầm không đấy? Không, tôi không thể nhầm được. Vừa nghe đến thế tôi chạy sang đây ngay, nó còn dự đoán cả hướng vu hồi của ta cơ. Hiền trầm ngâm. Phải thừa nhận thằng này có đội ngũ săn tin rất hiệu quả và nhanh chóng chứ không phải chỉ có đoán mò đâu phải xem lại tình hình chấp hành kỷ luật giữ bí mật của anh em mình thôi. Nhất là phải kiểm tra xem có anh nào sử dụng đài vô kỷ luật không. Thận nôn nóng. Tôi đã quy định đài chỉ được để ở thu canh. Bản thân tôi cũng theo dõi không thấy ai lên đài phát cả. Chỉ có hôm xe anh đán bị lạc thì tôi có cho phát hai lần rất ngắn gọn. Nhưng lúc đó ta vừa mới vượt cổng trời chưa vào đến đường chín cơ mà. Hiển nói giọng nghiêm trang. Thằng BBC mà đã biết thì chắc chắn thằng Mỹ cũng đã biết vì vậy vấn đề đặt ra đối với chúng ta là phải nâng cao cảnh giác hơn nữa dừng bất cứ ở đâu cũng phải ngủ hầm hoặc ngủ trong xe tuyệt đối không được ngủ võng hoặc ngủ ngoài trời nhìn chung nhiệm vụ của ta ở hướng này sẽ khó khăn hơn đây vì đã mất yếu tố bất ngờ ngay lập tức đại đội trưởng thận cho triệu tập họp cán bộ mọi người vừa đến đủ anh vào vấn đề ngay cậu tiến cậu nam cho biết mấy ngày vừa rồi có xe nào sử dụng điện đài ở chế độ phát không cả hai trung đội trưởng đều ngớ ra bối rối tiến thận trọng. Đại trưởng đã quy định đài chỉ để ở thu canh, về trung đội tôi cũng thường xuyên nhắc nhở, mà có anh nào phát thì trong mạng phải biết chứ ạ. À? Nam cũng đồng ý. Bên tôi cũng vậy, không có xe nào sử dụng sai quy tắc đâu. Thận giải thích lý do tại sao anh lại hỏi vậy rồi kết luận. Tôi cũng tin anh em mình sử dụng đúng quy định vì vừa qua chúng ta hành quân trong điều kiện tương đối thuận lợi, địch ít đánh phá, đội hình hành quân gọn tuy nhiên trong tình thế này tôi đề nghị như sau một là phải nâng cao cảnh giác giữ bí mật hơn nữa kể cả trong hành quân chú quân trong nấu nướng sinh hoạt tắm giặt gặp những người có nghi vấn phải lập tức báo cho cán bộ cần thiết thì giữ lại để kiểm tra hai là bất kỳ ở đâu cũng không được ngủ ngoài trời bắt buộc phải ngủ trong xe hoặc trong hầm nghỉ ngắn một ngày thì thôi nhưng từ hai ngày trở lên đều phải đào hầm đặc biệt đội tiền trạm phải lưu ý vấn đề này chính trị viên phó toàn có ý kiến. Theo thông báo của quân khu thì từ mấy hôm nay địch tăng cường đánh phá trên trục đường 14 và 12, có thể chúng đã nghi ngờ và đánh hơi thấy sự có mặt của xe tăng ta trên hướng này. Vì vậy tôi nhất trí với những biện pháp mà đồng chí đại đội trưởng vừa nêu ra. Một kinh nghiệm cần phổ biến với các đồng chí là ở trong này, cứ dọc đường tuyến hay trong bất kỳ khu rừng nào đều có rất nhiều hầm do các đơn vị đi trước để lại vì vậy khi dừng ở đâu chúng ta nên tìm quanh xe thấy và sửa lại chút ít là có hầm ngay đỡ công đào mới trong lúc đó nghe lỏm được câu chuyện đán nói với hiền và thận bình trắng lập tức nhót qua đồi tiền trạm để thông báo cho xuyên này bọn ta khéo sắp bị nó săn cho ra bà đấy bến minh đang nằm trên võng gần đấy cũng bật dậy ngay xuyên hỏi có tin gì à có chứ BBC đã đưa tin đại đội mình đã vào đến phía tây thành phố Huế và sẽ đánh vào Huế từ hướng tây. Cả ba thằng trợn mắt lên. Chưa đi đánh nhau mà nó đã đọc vị lên như thế còn đánh đấm gì. Mà thế nào nó trả săn bằng được. Thôi tao về đây. Thế nào rồi ông Toàn cũng về phổ biến cho bọn mày ngay bây giờ ấy mà. Nói rồi bình biến mất như ảo ảnh. Quả thật ngày hôm ấy thằng OV10 hình như soi kỹ hơn thì phải không phải chỉ có một chiếc mà có đến hai chiếc luân phiên nhau quần lượn trên trời từ sáng tới sầm tối. Tiếng vè vè của chúng cộng với những tin tức mới được phổ biến làm không khí trong đại đội có phần căng thẳng. Do trạng hành quân này ngắn hơn, đường lại khá bằng phẳng nên thận quyết định sẽ xuất phát muộn hơn mọi ngày. Nhưng khi chuẩn bị xuất phát thì thấy mấy loạt đạn 37 ly bắn lên trời, anh nghĩ bụng, có thể là AC-130 ra và quyết định dừng lại thêm một chút. Đúng vậy, chiếc máy bay hung thần ban đêm được Mỹ mệnh danh là người tuần đường đã xuất hiện. Từ hôm bắt đầu hành quân đến nay đã nghe nói đến nói nhiều nhưng hôm nay mới mục sở thị. Trên nền trời đen nhờ nhờ, chiếc AC-130 bay thấp trông to như chiếc thuyền nan, cứ lử lử bay dọc theo tuyến đường đúng như một người tuần đường cần mẫn. Thỉnh thoảng từ bụng nó một dây đạn 20 ly đỏ rực xối xuống dài như châu đái, có chỗ sau so một loạt dài 20 ly nó chuyển sang bắn cối 40 ly. Đây đó những ngọn lửa bùng lên dưới những loạt đạn quái ác ấy nghe nói ta chưa có phương tiện phòng không nào trị được nên nó ngông nghênh lắm. Đứng trên đỉnh tháp pháo ngóng cổ lên trời trung đội trưởng tiến lầm bầm. Thảo nào mà cánh lái xe gọi nó là xuyên thùng. Mà này, chắc chắn nó có thiết bị ổn định vì nó vừa đi vừa bắn mà đạn cứ trụng lại một chỗ các cậu ạ. À. Cả xe im thiên thít quan sát, chỉ có tiếng lái xe hỏa đầy lo lắng. Gây đấy anh ạ, à, gặp thằng này thì nguy to. Mấy đốm lửa bùng lên phía dốc mèo và đường 14. Chắc cho rằng hôm nay Việt Cộng không dám cơ động trên đoạn này nữa, nó lử lử bay về hướng nam. Đợi cho tiếng động cơ máy bay im hẳn một lúc lâu, đại đội trưởng thận mới ra lệnh xuất phát. Đường tương đối bằng phẳng, xe có thể chạy được số 2, số 3 nên quá nửa đêm toàn đại đội đã có mặt ở phía nam sân bay A lưới. Anh nhắc các xe khẩn trương xóa vết xích, ngụy trang và tranh thủ nghỉ ngơi nằm kẹp giữa dãy động ngài ở phía đông với độ cao trung bình trên 1.000m và dãy a ngo ở phía tây với độ cao trung bình gần 2.000m. Thung lũng A Lưới có độ cao trung bình khoảng 800m so với mực nước biển. Nó kéo dài gần 30km, chỗ rộng nhất tới 4km, còn chỗ hẹp cũng vài trăm mét. Nhờ bức trưởng thành phía tây chắn luồng hơi nước theo gió đông nam từ biển thổi vào đã làm cho A Lưới trở thành một địa danh có lượng mưa trung bình hàng năm rất cao. Khí hậu mát mẻ, lượng mưa dồi dào. Hổ nhưỡng màu mỡ đã biến A Lưới thành khu rừng nhiệt đới điển hình với nhiều loại động, thực vật quý hiếm. Nằm cách Huế chưa đầy 60 km, chấn giữ con đường huyết mạch Đông Trường Sơn từ Bắc vào Nam, A Lưới có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nên đã được các nhà quân sự Mỹ để mắt đến. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, Ngô Đình diệm đã cho mở đường 12 từ Huế lên A Lưới và tuyên bố sẽ bắt tiến từ đây. Trên thung lũng này, hai sân bay quân sự đã được xây dựng là sân bay A Lưới và sân bay A So thung lũng này cũng đã trở thành địa bàn giành giật của hai bên trong nhiều năm và đã trở thành vùng giải phóng từ mậu thân 1968. Bị mất quyền kiểm soát, quân đội Mỹ đã biến A Lưới thành một trọng điểm đánh phá ác liệt bằng bom đạn và chất độc hóa học. Hàng nghìn tấn chất độc hóa học được giải xuống cái thung lũng hiền hòa này đã biến những cánh rừng đại ngàn ở đây thành rừng chết. Đi qua A Lưới giờ chỉ thấy những cây cổ thụ vài trăm năm tuổi vẫn đang vươn những cành cây trụi lá lên trời cao như những cánh tay cầu cứu những trận B-52 giải thảm cùng những trận không kích của F của A đã biến thung lũng này thành thung lũng tử thần đối với mọi sinh vật. A lưới, đó cũng là đích đến bước đầu của đại đội xe tăng 4. Khi biết rằng đây đã là địa điểm tập kết chiến đấu mà đại đội mình phải có mặt theo quy định của cấp trên, Tùng đã ngủ một giấc thật ngon, thật sâu không mộng mị và chỉ tỉnh giấc khi những tiếng chim hót líu lo ngay cạnh xe mình. Đẩy cửa trưởng xe lên anh đứng dậy vươn vai khoan khoái và hít căng lồng ngực thứ không khí tinh khiết của buổi ban mai thấy cả xe vẫn đang say giấc ngủ anh lặng lẽ bước ra ngoài đứng trên đỉnh tháp pháo nhìn bao quát một lượt như muốn tìm hiểu về vùng đất mà mình có nhiệm vụ phải đến. Phóng tầm mắt nhìn quanh anh chỉ thấy những cành cây cổ thụ trơ trụi vươn cao lên bầu trời. Anh nghĩ bụng, chắc chắn là hậu quả của chất độc hóa học đây. Xung quanh anh chỉ là những lùm cây nhỏ chắc là mới tái sinh vài năm nay và lau lách thì bạt ngàn. Đứng trên một nóc hầm chữ A ven đường, Tùng phóng mắt nhìn về phía bắc chỗ rộng nhất của thung lũng, Nơi đó đã từng là một sân bay quân sự nhưng nay chỉ còn dấu tích là những đoạn đường băng phẳng lì phủ ghi sắt mà đêm qua xe anh đã đi qua. Có một âm thanh gì đó u u rền rền vọng tới, Tùng ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh của buổi sáng mùa khô có ba vệt trắng đang lừ lừ từ phía tây bay tới. Theo phổ biến của đại đội anh đã biết đó là B-52. Nhưng ba vệt trắng thẳng tắp bỗng đổi hướng, chúng đang ngoặt xuống phía nam. Người Tùng bỗng sần gai ốc, anh chỉ kịp nghĩ nó cua rồi và lao vội vào trong hầm hai tay ôm lấy đầu kẹp vào giữa hai đầu gối vẫn giữ thói quen từ hồi ở trường lục quân dẫu mệt mỏi đến mấy hàng ngày thận vẫn dậy sớm và tập thể dục buổi sáng đều đặn sáng nay cũng vậy đẩy cửa trưởng xe ra một cách nhẹ nhàng anh chui ra ngoài đứng trên buồng truyền động làm mấy động tác thể dục cho giãn gân cốt từ hôm qua anh và hiền đã không mắc võng ngủ ngoài trời nữa cái võng của hiền được mắc ngay trong buồng pháo hai đạt nằm ở phía dưới bình thì vẫn nằm ghế lái xe tình nằm ngang dưới đuôi pháo trang nằm ngay dưới ghế pháo thủ còn anh thì ngủ ngồi trên ghế trưởng xe nên khá mỏi trèo lên đỉnh tháp pháo thận nhìn bao quát xung quanh anh thấy hơi sửng sốt giữa một vùng đồi núi điệp trùng cao ngất lại sinh ra một cái thung lũng bằng phẳng đến lạ kỳ phía bắc thung lũng trải dài đầy lau lách thứ cỏ dại mà lá sắc như dao nhìn sang hai bên là màu xanh ngút ngát của hai dãy núi với những đỉnh cao còn chìm trong mây trắng nhìn về phía nam cách chỗ anh đứng khoảng hơn cây số là một ngọn núi có màu đất đỏ tươi. Anh biết đó là bốt đỏ, nơi bắt đầu của con đường 12 mà đơn vị anh phải tới để tiến về thành phố Huế. Nhìn bao quát khu vực trú quân của đại đội, thận thấy hài lòng. Những chiếc xe tăng nằm kín đáo dưới tán rừng tái sinh không để lại một dấu vết gì cho người đi ngoài đường thấy. Các xe bên cạnh lác đác cũng đã có người dậy Chật thận nhìn thấy ba vệt trắng đang cua về phía nam. Anh vội hét to. Tất cả vào xe, đóng chặt cửa vào. Vừa nói thận vừa có người chui vào xe và sập cửa xuống. Không biết trận cuồng phong của thép và lửa kéo dài bao lâu. Bắt đầu là những tiếng rít nghe rùng rợn như cứa dao vào tinh nứa. Sau đó là những tiếng nổ trầm đục thúc vào màng nhĩ. Những làn hơi nóng ập đến như muốn làm nổ tung lồng ngực và bóp nát cái đầu. Tiếng mảnh bom va vào thành tháp pháo chăn chát. Những chiếc xe tăng 36 tấn trao đảo như nằm trên võng. Mùi khói bom sọc vào mũi rát rạt. Hai tai ù đi cái đầu cũng tê dại. Ngồi như đóng băng trên ghế trường xe, tay ôm chặt lấy đầu, ý nghĩ cuối cùng thoảng qua trong óc thật là đại đội anh đang nằm giữa bãi bom B-52. May ra thì sống, còn nếu có quả nào chúng là chết, rồi anh cũng tê dại đi không biết bao lâu. Người đầu tiên tỉnh táo lại sau trận bom là Hiển. Khi những tiếng nổ đầu tiên ruội đến anh vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Bản năng của người lính đã từng dạn dày với bom đạn bảo anh nằm yên hai tay ôm chặt lấy đầu. Khi những tiếng nổ cuối cùng đã lặng đi anh biết là mình vẫn sống. Nhổm dậy khỏi võng, thấy thận vẫn đang ôm đầu ngồi bất động trên ghế trường xe. Anh gọi. Thận, thận, có sao không? Từ từ mở mắt như vừa mới ở một thế giới khác trở về. Hai tay bỏ ra khỏi đầu. Sờ dọc thân mình thận sướng sờ. Tôi không sao cả. Hiền tiếp tục gọi. Tình đâu? Bình đâu? Có cậu nào bị làm sao không? tình đang ôm đầu nhăn nhó vì lúc quả bom đầu tiên nổ giật mình cậu nhổm dậy thúc ngay đầu phải cái đuôi pháo nhăn nhó em không sao ạ à? không thấy tiếng bình trả lời hiền gấp gáp bỏ sang chỗ thằng bình xem sao đạt tình trang lóc ngóp chui sang chỗ buồng lái bình đang nằm co như con tôm hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu người cậu ta run bần bật từng cơn như đang lên cơn co giật đạt vỗ vỗ vào tay bình rồi gọi anh bình anh Bình, Bình từ từ bỏ tay ra, mở mắt, hai con mắt cậu ta thất thần đang rỉ ra hai dòng nước. Hiền vẫn là người tỉnh táo nhất. Mình trúng B-52 rồi thận ạ, à. bây giờ phải ra ngoài xem thế nào. Lúc thận dậy thì Toàn cũng đã dậy, đội tiền trạm của anh không có xe nên phải ngủ trong hầm. Cũng may đến trước có thời gian nên anh đã chọn được hai cái hầm khá rộng rãi và vững chắc, sàn hầm lát gỗ cẩn thận. Toàn bố trí tổ đài và cơ yếu lái xe ở cùng anh còn xuyên bến minh ở một hầm ngủ trong hầm khá ngột ngạt nên vừa tỉnh giấc anh muốn chui ra ngoài hít thở không khí nhưng vừa nhô người ra cửa hầm thì nghe tiếng hét thất thanh của thận nên thụt ngay vào chưa vào hẳn trong hầm hơi bom đã đẩy anh ngã sấp anh vội đưa hai tay ôm chặt lấy đầu rồi co chân lên theo bản năng căn hầm lắc lư trao đảo như đưa võng hơi bom từng đợt từng đợt thốc vào cửa hầm nóng bỏng khi trận bom qua đi toàn mở mắt thấy mấy cậu tổ đài đang ngồi run như rẽ trong góc hầm, anh biết là mình còn sống và cả hầm mình còn sống. Không biết hầm kia thế nào, anh nghĩ bụng và lấy hết can đảm mò ra cửa hầm rồi gọi lớn. Xuyên, Bến, Minh đâu? Có làm sao không? Im lặng như tờ, toàn bò lên mặt đất rồi lom khom chạy đến hầm bên cạnh. Kéo vội những cành cây phủ kín miệng hầm anh chui vào, ba thằng đang rúm lại trong một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu kẹp giữa hai đầu gối như ba bức tượng bò sâu vào trong toàn đập vào vai xuyên 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 không sao rồi sống rồi cả xuyên bến minh ngơ ngác mở mắt ra mà như không nhìn thấy gì những đợt hơi bom như ép tùng vào vách hầm lớn lên ở vùng đất nghệ tĩnh tuổi học trò của tùng cũng đã trải qua những trận ném bom của không quân mỹ nên anh không quá khiếp sợ nhưng quả thật những gì anh đã biết đã trải qua ngày trước không thấm tháp gì so với hôm nay tùng lịm đi cho đến lúc sự im lặng chết chóc bao trùm lên cả khu vực làm anh tỉnh lại. Từ từ chui ra khỏi hầm, một quang cảnh hái hùng đập vào mắt tùng. Cả một vùng đất bị đào bới xới lộn, quang quật hoang tàn như thời kỳ đổ đá. Những lùm cây và cả những thân cây khô đang cháy đùng đùng. Mùi khói bom khét lẹt sộc vào mũi làm người ta muốn nghẹt thở. Con đường mà Tùng vừa đứng đã biến dạng hoàn toàn. Ngay cách anh mấy chục bước chân là một hố bom toang hoác đất còn ám màu đen sạm. Tùng nghĩ, không biết nó còn quay lại không. Phải về xe ngay thôi. Anh quay lưng định chạy nhưng không lại ngơ ngác, xe mình đâu rồi. Cái xe 388 mà anh vừa ra khỏi mấy chục bước chân đã biến đi đâu mất. Lấy hết dũng khí trong người, tùng bước bừa qua những cành cây và đống đất đá nằm ngổn ngang về phía xe mình. Mắt anh bỗng trợn tròn, chỗ xe 388 của anh vừa đỗ là một hố bom toang hoác đang bốc khói. Cách đó chừng 5-6 bước là chiếc xe tăng lật ngửa bụng lên trời đứng như trời trồng một lát tung vùng chạy về phía xe 386 như một thằng điên, vừa chạy cậu vừa la khóc. Đại trưởng ơi, xe em chết hết rồi. Bước lên ghế pháo hai tay mở chốt cửa hiền bảo thận. Bây giờ cậu xuống B1 và đội tiền trạm, tớ xuống chỗ B2 xem tình hình thế nào. Cần thiết nhất bây giờ là xem có ai bị thương phải cấp cứu ngay, sau đó ổn định tư tưởng cho anh em. Còn mấy cậu cứ ở yên trong xe nhé. Cả hai bật cửa ra ngoài, quang cảnh bên ngoài làm hiền phải thốt lên. Khủng khiếp thật, mình còn sống thế này là phúc tổ bảy mươi đời đấy nhé. Hai anh em chia nhau chạy theo hai hướng. Thận vừa chạy được mấy bước thì gặp Tùng đang chạy ngược lại. Thấy thận cậu ta lao đến ôm chặt cứ người anh, miệng làm nhảm không ngừng. Đại trưởng ơi, xe em chết hết rồi, chết hết rồi. Dìu Tùng vào cạnh xe 381, thận gọi. Tiến đâu? Mở cửa ra. Dẫu ngày còn bé đã biết đến bom đạn nhưng Tiến cũng chưa nếm trải cảm giác nằm giữa bãi bom B-52 bao giờ nên đầu óc anh cũng mụ đi ngay từ tiếng nổ đầu tiên. Khi nghe tiếng thận gọi anh mới bừng tỉnh dậy và mở cửa chui ra. Tiến dụi mắt nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh rồi nhảy xuống. Thận bảo. Cậu đỡ nó cho tỉnh rồi hỏi xe bị làm sao. Tớ chạy xem các xe khác có bị làm sao không. Tiến đưa tay đỡ tùng diều vào cạnh xe. Miệng nó vẫn làm nhảm không ngớt. Chết hết rồi chết hết rồi. Vỗ vỗ nhẹ vào vai Tùng mấy cái tiếng dỗ dành. Tùng, bình tĩnh lại nào, Xe bị làm sao? Tùng mở to mắt nhìn Tiến ngơ ngác mấy giây rồi lại làm nhảm. Anh Tiến ơi, xe em chết hết rồi. Tiến ngoái đầu gọi với vào trong xe. Hỏa, hạnh, hợp đâu, ra đây ngay. Mấy thành viên lóp ngóp chui ra, Tiến quát. Xuống đây, chạy sang xem xe 388 làm sao thấy các xe khác không bị làm sao thận quay lại. Anh bảo, tất cả theo tôi sang xe 388. Cả bọn lúc xúc chạy theo đại đội trưởng, những cành cây, mô đất bị bom quăng quật bừa bãi trên đường ngáng chân người chạy. Tất cả bỗng xứng sở trước cái xe bị lật ngửa chồng hai băng xích lên trời bên cạnh cái hố bom còn vương vất khói. Thận quát hỏi Tùng. Lúc cậu ra ngoài xe thì anh em ở đâu? Đã hồi tỉnh lại đôi chút Tùng miếu máu trả lời. Lúc em đi ra ngoài chúng nó vẫn ngủ yên trong xe. Thận hô. Tìm cách vào xe đưa người ra, quay lại sau anh quát, đi gọi y tá lại đây. Mọi người đang lúng túng không biết vào xe thế nào thì ai đó nói. Thử vào bằng cửa an toàn xem. Tùng trèo phát lên bụng xe, cửa an toàn đang mở thật, hơi bom từ dưới đẩy lên đã bẻ gãy hai vấu khóa cửa an toàn. Anh con người tuồn mình xuống cửa an toàn chui vào trong xe. Người đầu tiên Tùng nhìn thấy là lái xe lược, Lược nằm sấp trên trần buồng lái, người vẫn nguyên lành. Tùng kéo lực ra phía cửa an toàn, người lược mềm nhũn như không còn xương cốt, hai dòng máu trong tai đang di dì chảy. Mấy người phía ngoài kéo lực lên bụng xe và hô hấp nhân tạo. Trung đội trưởng Tiến cũng chui vào xe với Tùng. Trong bóng tối hai anh em lần tìm và lần lượt đưa được luyến, kiểm, hùng ra cửa. Bên ngoài y tá Tảo đã đến. Anh nhanh chóng mở túi thuốc tiêm cho mỗi người một ống trợ tim rồi bảo mọi người làm hô hấp nhân tạo nhưng tất cả đã vô vọng lược luyến kiểm hùng đều đã hy sinh hiền đính chính trị viên đán chính trị viên phó toàn trung đội trưởng nam và anh em các xe bên cạnh đến mỗi lúc một đông tất cả lặng đi trước bốn cái xác của đồng đội hiền vẫy thận và đán lại gần rồi nói bây giờ tập trung đông người ở đây thế này không có lợi mà đi ngay khỏi đây cũng không được tôi đề nghị các anh khẩn trương ổn định tổ chức đơn vị cho anh em củng cố lại ngụy trang và mai táng liệt sĩ chỉ ở lại đây ít người thôi. Vâng ạ, à, thận và đán cùng đáp. Trèo lên bụng cái 388 đại đội trưởng thận dằn từng tiếng. Các đồng chí chú ý, sau đây trung đội một cử một số đồng chí ở lại cùng đồng chí toàn mai táng cho bốn liệt sĩ, còn lại tất cả về xe củng cố ngụy trang, hầm hào chờ lệnh tiếp, nếu không có việc gì tuyệt đối không rời xe. Tất cả tản ra về xe, trên trời thẳng OV-10 đã vè vè nghiêng ngó, nhìn bốn thi hài liệt sĩ nằm răng hàng toàn đau như xé ruột các em còn trẻ quá nếu không có chiến tranh tương lai các em sẽ đẹp đẽ biết bao tuổi này lẽ ra các em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường biết đâu trong các em sẽ có những nhân tài làm vinh danh đất nước thế mà hôm nay các em sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này đến một cái quan tài một nén hương cũng không có nổi để thắp cho các em anh cứ đứng lặng đi hai hàng nước mắt chảy dài mãi cho đến lúc trung đội trưởng tiến đến cạnh hỏi làm thế nào bây giờ anh toàn nén khóc bảo tùng vào xe xem ba lô của anh em ở đâu lấy ra đây còn cậu tìm xem chỗ nào đẹp đẹp thì cho anh em đào huyệt đi tùng chui vào xe lấy ra bốn cái ba lô lép kẹp toàn bảo lau mặt mũi cho chúng nó đi rồi chọn bộ quần áo nào mới nhất để mặc cho anh em nghiêng cái bi đông xe ra thấm khăn mặt tùng cẩn trọng lau từng gương mặt thân yêu đã cùng gắn bó với anh hàng năm qua dũ tung mấy cái ba lô anh chọn những bộ quần áo còn mới và cùng với toàn thay cho đồng đội đây là lược lái xe thông minh, lém lỉnh và cẩn thận, chẳng bao giờ để một trưởng xe như anh phải nhắc nhở về công việc. Đây là luyến pháo thủ trắng như trứng gà bóc, cái mặt tròn lúc nào cũng tươi như hoa, giọng thì eo éo nên anh em trong đại đội vẫn gọi nó là thằng con gái. Đây là hùng pháo hai đẹp trai, rắn giỏi, làm cái gì cũng băng băng. Đây là kiểm. Nó không phải thành viên xe anh mà là thợ và chỉ bắt đầu đi với xe anh từ Quảng Bình nhưng đã thân nhau như ruột thịt. Cả bốn thằng đều ít tuổi hơn anh, chúng luôn coi anh là người anh cả. Thế mà hôm nay chúng lại cùng một lúc xa anh. Toàn bảo Tùng lấy bộ tăng võng của từng người ra, anh giải chiếc tăng xuống dưới, giải chiếc võng lên trên rồi hai anh em cuốn từng người một vào cái võng, tiếp theo cuốn cái tăng bọc bên ngoài rồi lấy dây võng buộc lại. Cả hai đầm đỉa nước mắt. Trung đội trưởng Tiến đã trở lại, anh nói nhỏ. Huyệt đã đào xong rồi, mời anh ra kiểm tra bốn cái huyệt đào song song dưới một gốc cây to ba bốn người ôm trụi lá tiến bảo chọn chỗ này để lấy cái cây làm vật chuẩn sau này còn tìm lại được rồi toàn gật đầu cậu cho anh em về đưa các liệt sĩ ra đây nghĩ thương anh em nằm trong đất lạnh chẳng có quan tài toàn bảo tiến cậu cho anh em chặt một ít cành cây ken thành cái hầm kèo cho chúng nó bốn nấm mộ dần dần thành hình toàn lấy tấm bản đồ ra đánh dấu vị trí mộ trời đã quá trưa anh bảo tất cả những người có mặt đứng thành một hàng ngang trước bốn nấm mồ rồi chắp tay vái, mọi người cũng vái theo. Vẫn nắm hai tay trước bụng rộng toàn trang nghiêm và đau xót. Kính thưa hương hồn bốn liệt sĩ, các đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đất nước sẽ ghi công các đồng chí, toàn dân sẽ mãi mãi nhớ đến các đồng chí. Còn chúng tôi thể sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho các đồng chí. Một phút mặc niệm, bắt đầu. Tất cả lặng yên cúi đầu. Thôi, toàn hô và quay lại tiến cho anh em về xe còn nhiều việc phải làm đấy à bảo cậu nào khéo tay làm cho anh em cái mộ trí chiều nay ra cắm vào đây nhé thôi ta về đi mọi người lục tục ra về chỉ còn tùng vẫn đứng lặng người bên mấy nấm mộ bỗng anh quỵ xuống như người không còn sức lực anh bỏ tới ôm lấy từng nấm mộ miệng thầm thì như người mê sảng mãi cho đến khi trung đội trưởng tiến ra kéo về xe vừa ở chỗ xe 388 về gần đến xe mình hiền và thận đều ngỡ ngàng vì tỉnh ra đón báo là có khách. Quái lạ. Sao lại có khách vào lúc này? Khách là ai mà mò ra tận bãi bom B-52 thế này chứ? Cả hai vội dạo bước về xe. Ngồi cạnh xe anh là hai người, một cao, đen chạc ngoài 40, một thấp nhỏ, trắng trẻo và cũng cỡ tuổi thận. Thấy hai người về, người lớn tuổi đứng dậy giơ tay bắt rồi tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Bá Trắc, trợ lý xe tăng quân khu, còn đây là đồng chí Nhơn, trợ lý tác chiến. Chúng tôi có nhiệm vụ đón các đồng chí ở đây. Hiền mừng ra mặt. À, thế ra từ hôm đi chúng tôi vẫn liên lạc với quân khu qua anh phải không? Thấy chắc gật đầu, Hiền tiếp, tôi là Hiền, phái viên của trung đoàn 203 đi với đại đội 4. Còn đây là đồng chí Thận, đại đội trưởng. Cả bốn người bắt tay nhau lần nữa, chắc thân mật. Chúng tôi đã đợi các anh ở đây mấy hôm rồi tôi ở trên bốt đỏ kia kìa. Anh chỉ tay về hướng nam, ở đó hầm của Mỹ còn tốt lắm. Sáng nay thấy B-52 nó đánh chỗ này, tôi căn bản đồ đoán là các anh dính nên vội đến đây ngay. Tình hình đại đội thế nào, thương vong có nhiều không? Thấy Hiền hất đầu về phía mình, thận vội báo cáo. Báo cáo anh, B-52 đã ném chúng đội hình đại đội. Hiện tại mất một xe, hy sinh bốn đồng chí, không có ai bị thương. Nhìn vẻ mặt bi quan của thận, chắc động viên. Thế là may đấy, B-52 ném chúng đội hình mà chỉ bị có vậy là phúc lớn lắm rồi. Nói nhỏ với các anh, anh nhìn quanh, đại đội xe bơi nước đi sau các anh mấy ngày để cùng vào đây ấy, cháy không sót trước nào. Các anh đi đợt vừa rồi là nhanh đấy. Tôi cứ tưởng hàng tháng nữa mới vào đến đây ấy chứ. Vẻ hơi nôn nóng, hiền hỏi. Thế nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là gì? Đêm nay phải cơ động đi khỏi chỗ này chứ nếu ở đây nó trần cho trận nữa thì gay to chắc gật đầu. Rồi tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ cho các anh. Bây giờ sơ bộ như thế này, chiến dịch Quảng Trị đã mở được mấy ngày, sau mấy ngày đầu thuận lợi đến nay ta đang gặp khó khăn và vẫn chưa chiếm được Đông Hà. Vì vậy thời cơ sử dụng đại đội 4 ở hướng Tây này chưa đến. Quân khu quyết định các đồng chí chưa vào đường 12 vội mà sẽ cơ động vào một vị trí an toàn để bảo toàn lực lượng. Anh quay sang Thận, bản đồ của anh đâu lấy ra đây? Thận trèo lên xe lấy chiếc bản đồ Chắc mở ra lấy đầu ngón tay trò vàng khè khói thuốc chỉ rất thành thạo. Hiện nay chúng ta đang ở chỗ này, đây gọi là cây số 90 đường 14, đi thêm một cây nữa là ngã 391 rẽ vào đường 12. Nhưng đêm nay ta sẽ đi thẳng vào cây số 108, ở đó có các vị trí trú quân khá an toàn. Tôi sẽ trực tiếp dẫn đường cho các anh. Đến lúc này Hiền mới hỏi, xin lỗi anh chắc, trước anh ở đâu mà tôi thấy quen quen. Chắc cười ha hả thì người nhà cả mà. Tôi trước ở 202, học ở Trung Quốc về. Năm 65 tôi được tăng cường cho quân khu trị thiên này. Bỏ nghề thiết giáp từ đó đến nay mới lại được dùng đến đấy. Thì ra vậy, hiển vươn người bắt tay chắc một lần nữa. Chắc hồi ở doanh trại 92 ta đã có dịp gặp nhau. Chắc là thế. Chắc gật đầu. Cũng lúc đó tại căn hầm của đội tiền trạm đang có cuộc tụ tập của Bộ Tứ Xuyên, Bến, Minh và Bình. Thực ra từ sau khi trận bom B-52 kết thúc cả xuyên, Bến và Minh đều như người mất hồn, chúng không dám rời hầm ra ngoài một bước. Cả ba chỉ ngồi dậy khi Bình đến, vừa đến nơi Bình đã thì thầm. Tao vừa nghe được câu chuyện của cái ông trên quân khu về với ông Hiền và ông Thận, ông ấy bảo ở đường 12 nó còn đánh mạnh hơn, kiểu này thì tôi mất. Cả ba dòng tay lên nghe rồi dồn dập hỏi, ông ấy còn nói gì nữa? Ông ấy bảo mức độ ác liệt thế này đã ăn thua gì, cái đại đội xe tăng bơi đi sau mình mấy ngày bị đánh cháy không còn chiếc nào. Người cũng hy sinh gần hết ngay bên Lào ấy, cả bọn trận tròn mắt, bình lại thì thầm, ông ấy bảo đại đội mình may đấy. Hành quân đúng vào lúc quân Mỹ mải lo đối phó ở Quảng Trị nên nó mới lơi lỏng đường dây 559. Tao không hiểu rồi đây còn ác liệt đến thế nào nữa. Chiều tối, các xe trong đại đội đã xếp thành đội hình hàng dọc ngang chỗ xe 388 bị lật sau khi dừng xe nép vào bên đường tất cả lục tục xuống xe kéo vào chỗ mộ bốn người đồng đội của họ. Họ đi lặng lẽ, ngay cả những anh mồm mép thường ngày liến thoáng giờ cũng im như thóc, mấy chú pháo hai mắt vẫn đỏ hoe. Nguyễn Bá Tùng đã ở bên bốn ngôi mộ từ lúc nào, anh đang sửa lại các tấm mộ trí cho ngay ngắn. Thấy mọi người đã đến bù đại đội trưởng thận hô thành ba hàng ngang, tập hợp. Mọi người nhanh chóng đứng vào vị trí. Chính trị viên đán bước lên, anh hắng giọng mấy lần mới nói thành lời kính thưa hương hồn các liệt sĩ thưa toàn thể các đồng chí hôm nay bom đạn quân thù đã cướp đi của chúng ta bốn người đồng đội các đồng chí lược luyến kiểm hùng đã hy sinh đây là một tổn thất vô cùng to lớn của đơn vị chúng ta nhưng chúng tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy biến đau thương thành hành động phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao vĩnh biệt các đồng chí chúng ta thể sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho những đồng đội thân yêu của chúng ta một phút mặc niệm bắt đầu mọi người im lặng cúi đầu giật khẩu ak trong tay đạt đại đội trưởng thận mở khóa an toàn kéo chọn một băng đạn lên trời rồi quay lại thôi xe nào về xe đấy chuẩn bị xuất phát vị trí trú quân mới của đại đội nằm bên cạnh một con suối lớn cách đường tuyến 40 phút đi bộ cách sân bay Aso chừng ba cây số từ ngoài đường tuyến đi vào càng sâu lòng suối càng hạt lại và giấy đồi hai bên bờ cũng cao dần lên rừng ở đây còn khá rậm rạp, những tán cây rừng che dập cả trên bờ và dòng suối. Công việc đầu tiên phải tiến hành ngay là làm hầm. Thật may, ở đây có rất nhiều những căn hầm cũ, chỉ cần sửa sang lại chút ít là sử dụng được ngay. Chỉ trong vòng 2 ngày đã cơ bản hoàn thành hệ thống hầm hào sinh hoạt, mỗi xe có một hầm chữ A, C bộ, tổ thợ và tổ đài có hầm riêng. Ban chỉ huy đại đội ngoài hai hầm ngủ còn có cả một hầm thùng rộng để hội họp. Xong hầm người đến hầm xe, ở đây đất đồi nhưng nằm ven suối nên cũng khá mềm. Nhiều chỗ lại tận dụng được công sự cũ của các loại xe pháo nên công việc cũng không vất vả lắm. Chỉ sau hai ngày nữa các xe đã có đủ hầm. Để yêu cầu tất cả các xe làm bảo dưỡng cấp 2 và củng cố về mặt kỹ thuật, các nắp truyền động xe lại bung lên. Cánh lái xe và tổ kỹ thuật lại tất bật suốt ngày nhưng mặt mũi tươi hơn hớn, ồn ào nhất là sườn gò lá chắn bùn do kỹ thuật viên tuyết phụ trách. Ven suối, rau dớn, rau sam đã mọc đầy trên bờ rau tàu bay lá bứa cũng sẵn dưới suối còn có thể bắt được cua cá mấy chú pháo hai đã quen tay nghề nên các bữa ăn cũng đỡ đơn điệu hơn những ngày đang hành quân mọi việc cứ tuần tự trôi một cách bình lặng nếu không có hai bất ngờ xảy đến bất ngờ thứ nhất là việc kiểm kê lương thực thực phẩm vừa mới ổn định xong chỗ ăn chỗ ở thì quân khu cử người đến kiểm kê lương thực thực phẩm sau một cuộc hội ý ngắn gọn đoàn cán bộ của quân khu đến từng xe để kiểm kê, ghi chép tỉ mỉ từng thứ một, gạo còn bao nhiêu cân, thịt hộp bao nhiêu, loại gì, rồi lương khô, đường sữa, mì chính, bột trứng, tất tần tật phải lôi ra cho họ kiểm tra. Chỉ có quản lý Minh là hơi nghi nghi cuộc kiểm kê này, với bản năng nghề nghiệp cậu lờ mở đoán rằng sau cuộc kiểm kê sẽ là một sự thay đổi, chắc chắn rằng không có chuyện ăn uống vô tư, thoải mái như trước và cậu đi đến một quyết định, không thể khai báo hết mọi thứ, phải có chút gì để dự trữ chứ. Quyết định thế rồi, nhân lúc ông đoàn trưởng mải nói chuyện với đại đội trưởng cậu chạy ù về xe bộ sách luôn hai thùng lương khô, một hòm thịt hộp và mấy thứ linh tinh đem giấu vào một căn hầm bỏ hoang. Sau đó cậu chạy tắt đổi đến báo cho mấy xe ở gần xe bộ tìm cách giấu bất lương thực, thực phẩm đi và báo hộ cho những xe khác. Xong xuôi cầm cuốn sổ tháp tùng đoàn kiểm kê đi làm việc. Bản năng nghề nghiệp của Minh Quả không sai, ngay sau khi kiểm kê xong, ông Trác tuyên bố trước tất cả cán bộ đại đội. Từ hôm nay, các đồng chí đã chính thức trở thành quân giải phóng miền Nam thuộc quân khu Trị Thiên và vì vậy chúng ta cũng phải sống theo chế độ của quân giải phóng. Mặc dù ở tương đối gần hậu phương nhưng quân khu Trị Thiên chúng ta, tức là B4 cũng khó khăn, gian khổ không kém bất cứ chiến trường nào. Do đó, từ ngày hôm nay tiêu chuẩn của các đồng chí như sau, ông dừng lại liếc nhìn hết lượt mọi người rồi dằn từng tiếng, gạo sáu lạng một ngày muối 7 lạng một tháng, mì chín 70 gram một tháng. Đó là ba thứ cơ bản, những thứ khác có thì cấp không thì thôi. Toàn bộ số lương thực thực phẩm kiểm kê hôm nay coi như quân khu đang gửi các đồng chí. Các đồng chí cần tính toán cẩn thận để sử dụng cho đúng tiêu chuẩn. Nếu sử dụng quá tiêu chuẩn thì sẽ bị trừ vào tháng tiếp theo. Thấy mọi người im lặng có vẻ ngỡ ngàng, ông tỏ vẻ thông cảm. Tôi cũng biết các đồng chí bị bất ngờ vì đang hưởng tiêu chuẩn bộ đội xe tăng ngoài Bắc rất cao nhưng vào đây rồi ai cũng phải thế tôi cũng xin thông báo với các đồng chí luôn để các đồng chí biết đây đang là mùa khô việc cung cấp còn thuận lợi thì chúng ta mới được như thế này còn ít bữa nữa sang mùa mưa tiêu chuẩn sẽ tiếp tục bị giảm đi giảm bao nhiêu thì cũng chưa biết được nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào công tác tiếp vận của hậu phương không ai nói một câu nào nhưng tất cả đều biết rằng một giai đoạn mới của cuộc đời họ đã bắt đầu với những thử thách mới ngoài sự ác liệt của bom đạn mà họ đã từng biết tới Bất ngờ thứ hai là việc mất tích bốn người xảy ra sau hôm kiểm kê vài ngày. Chiều hôm đó chính trị viên Phó Toàn, người phụ trách bộ phận xe bộ không thấy quân khí viên xuyên, cơ công bến và quản lý minh về ăn cơm. Thực ra mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi nên anh cũng chẳng để ý lắm đến vấn đề quân số. Sau hôm bắt gặp ba thằng sợ đến vái đái ra quần trong trận B-52 đánh vào đội hình anh đã luôn quan tâm, gần gũi động viên chúng. Vào đây thấy mấy thằng đã trở lại bình thường, cùng anh em đào hầm đào hố tích cực lắm nên anh nghĩ rằng nỗi sợ của chúng đã qua. Hôm kiểm kê thấy thằng Minh xăm sắn nhiệt tình lại khôn ngoan giấu được khá nhiều lương thực, thực phẩm làm dự trữ cho đại đội anh đã thấy phấn khởi và ít để mắt đến chúng hơn. Hôm nay cũng vậy, thấy chúng không về ăn cơm anh nghĩ bụng, chắc lại la cả đâu đó thôi, rồi bảo mấy đứa tổ đài để phần cơm cho chúng nó. Đến tối, có việc cần hỏi quản lý Minh, anh bảo lái xe giỏ đi gọi. Đi một hồi về giỏ báo cáo không thấy Minh và cả Xuyên, Biến đâu anh mới cầm đèn pin đi vòng một lượt trong đại đội để tìm. Vẫn không thấy anh quyết định về hầm của chúng để kiểm tra. Vào hầm của ba thằng kiểm tra Toàn phát hiện thấy không còn cái ba lô nào nữa. Giữa sạp nằm anh thấy một cái túi cơm đặt ngay ngắn trên tờ giấy. Trên tờ giấy là mấy dòng ngoạch ngoạc. Kính gửi anh Toàn và các anh trong đại đội. Em xin lỗi các anh, nhà em chỉ có một mình. Em mà chết thì bố mẹ em cũng không sống được nên em phải về. Còn 10 gói mì chính của đại đội em xin gửi lại anh chia cho các xe hộ em. Minh. Đọc xong tờ giấy anh choáng người chạy vội về hầm chỉ huy. Đúng lúc đó tỉnh. Pháo thủ xe 386 cũng đang đứng trước cửa hầm miệng lắp bắp. Báo cáo đại trưởng thằng Bình lái xe đi đâu cả ngày giờ chưa thấy về. Đại đội trưởng thận đang nghe đài nên thùng thẳng. Chắc nó sang xe nào chơi mải vui chưa về thôi. Cậu lên chỗ xe bộ xem. Nó hay lên chỗ thằng Xuyên chơi lắm tình định quay đi thì toàn bảo thôi không phải đi tìm nữa chúng nó đào ngũ rồi cả đại đội trưởng thận và chính trị viên đắn cùng giật thót người sừng sốt sao ông bảo sao thằng nào đào ngũ chia mảnh giấy về phía thận toàn nói đây thằng bình thằng xuyên thằng biến và thằng minh mấy hôm nay tôi vẫn thấy thằng bình lên chỗ thằng xuyên chơi cứ nghĩ quê quán bạn bè đến thăm nhau không ngờ chúng bàn nhau đi trốn tai hại quá chừng. Thận nhổm hẳn dậy, thế có biết chúng nó đi từ lúc nào không? Tình nhăn nhó, chắc là từ tối hôm qua, đêm qua cũng không thấy thằng Bình về ngủ, em cứ nghĩ nó nằm đâu đó hay nằm trong xe nên không đi tìm. Thận thương người, thế thì nó đi từ tối hôm qua rồi, giờ có đuổi cũng không tìm được chúng nó. Toàn hối hận, tôi cũng chủ quan quá, hôm B52 đánh thấy ba thằng sợ vãi đái ra quần tôi cũng nghi nghi. Từ hôm đó vẫn theo sát động viên thấy cũng có nhiều tiến bộ, công tác cũng tích cực lắm. Từ hôm qua đến nay bận quá không để mắt đến chúng nó được. Thế là... Không để anh nói dứt câu đán an ủi. Thôi, anh Toàn à, nếu chúng đã muốn trốn thì chẳng có cách nào giữ chúng lại được. Vấn đề của chúng ta bây giờ là những anh em còn lại ấy. Đại đội trưởng thần cũng thêm vào. Cũng may có mối thằng Bình là thành viên kiếp xe chứ không thì gây gò to, quay sang phía tình, Bây giờ cậu đi gọi tất cả các cán bộ trung đội và trưởng xe lên đây cho tôi. Cả đán và toàn đều gật đầu đồng tình. Trong tình huống này chỉ có các trưởng xe mới quản nổi chiến sĩ của mình một cách sâu sát nhất. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà mất đến 8 người, thận và đán lo lắm. Tối hôm qua sau khi gọi các trung đội trưởng và trưởng xe lên giao nhiệm vụ quản lý bộ đội thuộc quyền, hai người còn ngồi bàn bạc với nhau mãi. Quả đúng như đán nói, nếu người ta đã muốn trốn và quyết trốn thì chẳng có biện pháp nào giữ chân người ta được. Vì vậy chỉ có biện pháp giáo dục, động viên làm sao cho mọi người thấy hết trách nhiệm của mình của gia đình, trước tổ quốc và nhân dân, thấy được đi chiến đấu ở chiến trường là niềm vinh dự của mỗi người, đặc biệt là thế hệ thanh niên. Từ đó tự giác ở lại đơn vị, tự giác làm tròn nhiệm vụ. Để làm được điều này không chỉ có các bài học chính trị mà còn hàng loạt các biện pháp giáo dục khác. Hai người nhất trí với nhau, đã cơ bản hoàn thành nơi ăn ở rồi thì dần dần phải đưa các hoạt động của đơn vị vào nền nếp, tổ chức các hoạt động thi đua giữa các trung đội giữa các xe, tránh tình trạng xe nào biết xe ấy rồi cứ tối đến là rúc vào hầm nói chuyện linh tinh dễ phát sinh tư tưởng tiêu cực. Trước mắt ngay từ ngày mai sẽ tổ chức ăn theo bếp trung đội và xe bộ, vừa đảm bảo sinh hoạt chung mà cũng tiết kiệm được lương thực thực phẩm. Hai anh em cứ gì dầm nói chuyện cho đến gần sáng. Thực ra từ ngày về cùng đơn vị tới nay họ đã có lúc nào tâm sự được với nhau đâu. Cuộc sống ở hậu cứ 108 dần dần đi vào nền nếp, bộ đội đã dần quen với cuộc sống chiến trường, Dư âm của trận B-52 cũng qua đi, bốn thằng bỏ trốn. Ba thằng là Xuyên, Bến, Minh đã quay về đơn vị. Chúng cũng được đưa ra kiểm điểm nhưng vì đã thành khẩn nhận khuyết điểm và tự giác trở về đơn vị nên hình thức kỷ luật cũng nhẹ nhàng. Thay thế cho Bình lái xe 386 là Thái Người Thanh Hóa cũng là một tay lái cứng. Chi bộ đại đội cũng đã họp để đánh giá toàn diện đợt hành quân vừa qua và ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong hoàn cảnh mới. Tri đoàn thanh niên đã tổ chức một buổi diễn đàn rất sôi nổi để mọi người nói lên suy nghĩ thật của mình. Nói chung tình hình đơn vị đã trở lại ổn định. Ông chắc lại từ quân khu xuống mang theo một quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu, thành lập tiểu đoàn xe tăng trực thuộc quân khu Chỉ Thiên mang phiên hiệu tiểu đoàn 408. Tiểu đoàn gồm hai đại đội, đại đội xe tăng 4 và đại đội xe tăng bơi nước 3 đang trên đường hành quân vào. Ban chỉ huy gồm có tiểu đoàn trưởng Nguyễn Bá chắc chính trị viên Phạm Công Đính và tiểu đoàn phó Phạm Ngọc Bảng đang đi cùng đại đội 3. Hiền trở về trung đoàn nhận nhiệm vụ mới. Đi theo ông chắc xuống là một số cán bộ, chiến sĩ thông tin, công binh, quân y hình thành nên bộ phận dây bộ để giúp việc. Chiếc xe vọt tiến, tổ đài 15 Watt và tổ thợ đi cùng C4 cũng được rút về dây bộ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.